Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã thấy, đây là hai dòng đèn 4 bóng âm trần. Đây là dòng Cotman, model là K4BT. Còn đây là dòng Han, model là H4B. Đối với cả dòng 4 bóng âm trần thì cái phần lắp đặt mà khoét lỗ trần rồi là thăm trần lắp đèn như thế nào thì các bác thợ cũng đã quen rồi, cũng đã lắp rất là nhiều rồi. Chỉ còn cái phần mà đối với cả đèn công tắc thì cái phần DJ thì em thấy là vẫn còn một số bác là có gọi điện để hỏi. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để hướng dẫn nó kỹ hơn nhé. Như đây là chúng ta đã thấy là bộ công tắc ạ, gồm 4 hạt. Đây là đế âm. Và đây là dây công tắc. Dây công tắc này là dây công tắc 5 nõi nhé. Vậy thì chúng ta sẽ chia ra làm các cái trường hợp như sau ạ. Nếu như các bác thợ điện để đầu chờ sẵn ở trên trần, vậy thì chúng ta sẽ đấu thẳng vào dây nguồn. Sau đó là đi dây này qua ống gen, đế âm đã được chôn sẵn. Và lúc đấy là chúng ta sẽ tiến hành đấu vào bộ công tắc. Thì đây là nhà sản xuất đã thiết kế, đây là quy định, đây là dây đỏ sẽ là dây lửa để lui bộ công tắc ạ. Đây ạ, nó sẽ lui 4 hạt này ạ. Hít 1. Và sau đó là có bốn dây chức năng đây ạ. Hít 1 này. Hít 2 này. Line là đèn chiếu sáng. Fan là quạt. Vậy thì khi chúng ta lắp đặt cái dòng âm trần công tắc này thì khi chúng ta đi ống gen này, chúng ta chôn đế âm, sau đó là lắp mặt công tắc vào thì nó sẽ rất là gọn gàng. Nó chỉ giống như là như thế này ạ. Chỉ thấy có mặt công tắc thôi. Và mặt công tắc nó đây. Khi chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta sẽ thấy các nút chức năng đấy. Thế cái vấn đề mà khi đấu dây ạ, thì các bác thợ lưu ý là nên chụp ảnh lại để sau này mình đấu cho nó nhanh và nó chính xác hơn. Tránh cái trường hợp mà chúng ta đấu nhầm, đôi khi là muốn bật đèn sưởi thì nó lại ra chiếu sáng. Không thì bật chiếu sáng thì nó lại ra quạt hút mùi. Đấy là cái cách làm để nó nhanh. Thế trường hợp thứ hai là không để nguồn điện ở trên trần nữa, mà các bác thợ điện này muốn đi một đường dây điện để lui trực tiếp vào bộ công tắc này. Tức là dây điện ở trong tường, đi âm ở trong tường ạ. Và sau đó là đấu thẳng vào đây. Vậy thì lúc đấy sẽ không còn cái dây đỏ này nữa, không còn dây lửa này nữa, mà dây lửa sẽ được đấu trực tiếp vào đây. Thế còn mát thì sao ạ? Nếu như mát cũng đi từ trong tường ra, vậy thì chúng ta sẽ đi thêm một dây nữa, coi như vẫn là lõi 5 dây, trong khi lửa lui thẳng trực tiếp vào đây và mát sẽ đi theo dây này lên trên trần. Và lúc đấy chúng ta sẽ cắt đầu dây này ra và chúng ta sẽ tìm thấy trong đây là dây 3 lõi, bao gồm là dây lâu này, dây xanh lam này và xanh vàng. Dây xanh vàng thì nó là dây tiếp địa, thì các bác biết rồi, cái đấy chúng ta không quan tâm. Dây nâu là dây để dây lửa đấy ạ, chúng ta cũng không quan tâm, mà chúng ta hãy đấu mát vào dây xanh lam. Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng được bình thường. Cả hai trường hợp, một là dây nguồn để đầu chờ sẵn ở trên trần, hai là nguồn sẽ từ tường ra và lui thẳng vào bộ công tắc. Đấy, em đã nói hai trường hợp đấy ạ. Thế còn trong trường hợp mà không đi bộ dây này ạ, nếu như không đi bộ dây của đèn mà chúng ta đi dây trần phú chẳng hạn, thì nó bao gồm là có vàng, xanh, đỏ, tùy theo màu để chúng ta nhớ. Hoặc chúng ta có thể là đi tất cả đều dây đỏ chẳng hạn, thì lúc đấy sẽ làm như nào, đấu sẽ làm như nào. Thì lúc đấy chúng ta sẽ phải dò từng chức năng một. Đấy, chúng ta sẽ phải dò từng cái một, sẽ đấu vào từng hạt một, bật lên và xem nó là cái nào. Để sau này khi chúng ta lắp cái mặt công tắc vào, bật các nút chức năng, nó sẽ chính xác, nó không gây cái bất tiện cho chúng ta. Đối với cả cái đế âm này ạ, thì nó kích thước là 85x35mm. Có nghĩa là các bác chôn cái đế âm của van nốc hay là silo đều được hết ạ. Đều lắp vừa cái hạt công tắc này nhé. Như vậy nó chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Xin chào các bác nhé.